Vâng, xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ cả nhà con rửa bát TH1 là thế hệ sau của Panasonic TR9 các bác nhé. Mẫu mã thiết kế vuông vức hiện đại. Đấy. Giá thành thì năm nay cũng khá là phải chăng. Như năm ngoái cái chiếc máy này thì có giá vào khoảng 13 triệu. Năm nay thì con này hàng bãi về 6 triệu 6 các bác nhé. Đấy, 6 triệu 6. Đối với hàng bãi thì đương nhiên cái phần lưng tôn như cái thứ này thì nó không thể nào nó đẹp long lanh được như là cái hàng đấu giá đâu các bác nhé. Con này thì cái tem nó dán băng dính vào đây, bóc ra nó hơi bị rách một tí thôi. Và nó không ảnh hưởng gì, vẫn nguyên zin hết tất cả mọi thứ. Tem bên này thì vẫn ok. Đời 2018 ạ, khá là sát đây luôn, 1985 series TH1. Phạt ok, ngọn lành TH1. Tắt nguồn, bật nguồn, bấm rửa, eco là vì tiết kiệm điện. Nội thất sạch sẽ các bác nhé. Mọi thứ ok, ngọn lành hết. Một con TH1 chiều cao, hai cánh mở dồn xuống dưới thì sẽ cao 60 phân ạ. Nó là cái tiền thân, nó là cái thế hệ sau của cái dòng TM này. TM này nó hai cánh mở dưới. Đấy, okay. Còn cái TR này các bác sẽ một cánh trên một cánh dưới, chiều cao mở ra đội lên 65 phân, bị đội lên thành 65 các bác nhé. Còn tất cả các cái chiều ngang đều 55 và ruột bên trong của máy, ruột bên trong của máy nó là xem nhau đều 55 hết. Thế hệ sau thì nhiều bác hỏi là nó có khác gì thế hệ trước không? Rồi là có rửa sạch hơn không hay là tính năng nhiều hơn không, thì nó luôn với các bác là những máy này thì nó rửa vẫn như vậy thôi, không có trang bị thêm tính năng gì cả. Để rửa vẫn sạch như nhau các bác nhé. Thì là mình mua đời trước hay đời sau thì đều không có cái chuyện là bảo sợ là rửa sạch hơn hay là độ bền thì cũng như nhau thôi. Bên Nhật họ cũng dùng 1-2 năm họ bỏ ra, không dùng nhiều. Còn em để mã số 2. Em bán 6 triệu 6 bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển chưa Việt Nam, ship hàng toàn quốc. À, giá chi phí vận chuyển. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ. À. Biến áp bằng là mua thì là 500. Hình thức mua bán có đặt cọc trước 500 các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng. À, chào các bác.